Yeah. Rồi. Mình chào các bạn nha. Được chưa? Bây giờ mình hướng dẫn các bạn ráp cái đồng. Chiều dài của nó, chiều dài chiều ngang của nó, chiều dài đó. Rồi 1 mét. Chiều sâu vô là 50, chiều cao là 45. Ha. Sử dụng bằng cây kìm băng. Một cây kìm băng ha. Và một cây kìm đơn gồm một hộp ghim, một hộp ghim nó gồm 600 ghim. À, bây giờ bắt đầu mình hướng dẫn các bạn nha. Cái lồng này là mình làm công việc nha. Trước tiên mình lấy cái cửa, cái trước có hai cửa, rồi cho mình làm bên đây đi. Đây là cái bên hông, các bạn nhớ cái bên hông nó phần 3 phân này nè, 3 phân này là mình quay xuống, còn quay xuống cái đất, để mình nếu mình lộn quá mình quay cái chiều này xuống á thì nó sẽ ra bị ngược, rồi sau đó mình không đắp cái đấy vô đây được, chiều này nó có 3 phân rồi, chiều này nó tới 5 phân, quay xuống, rồi mình đắp cái mặt bên hông vô đây trước. Rồi, mình sử dụng cái băng vô đây chặt nó một hai. Nhớ là mình quay cái kìm ra nhé, cái kìm ra nắp nằm bên ngoài ha, thì con mình vô đây rồi xong mình có vách bên hông thứ hai cũng có khoảng cách này, mình cho quay xuống dưới, mình nhớ mình đưa cái chìa cửa ra ngoài nha, để không có mở cái số mở không được. Cái nhớ nhà 1 2 3 cái còn nó làm một cái hình dáng như vậy. Cho lên cái cửa. Đi trước đây. Rồi hai cái bên hông. Tức là mình dắt cái qua sau lưng. Cái sau lưng nó cũng vậy luôn ha, cũng cho cái khoảng cách này xuống dưới qua xuống dưới. Ba bên qua xuống dưới nha. Hết là hết, hết cái chơi bằng rồi phải không? Rồi là mình cho cái kìa cái ghim vô, bằng hơn lên tháng này rồi ha.
cái này ra xong mình cho này vô, cái này tôi đưa tôi có đường ra, kéo người ra rất là tiện lợi nha các bạn, rất là rất nhanh nha. Bên ngoài ha, bên ngoài cái cửa, cái cửa mới ra nè, lên gắt vách ngăn vô, cái vách ngăn của nó không có cái chân nha các bạn nha, không có cái chân thôi, mà có vách ngăn, không có chân thôi, ngăn, vách ngăn vô, đưa cái chữ đứng nha, đưa cái chữ đứng này vô ha. Trong này nó có cái nàng, ở giữa này nó có cái nàng lớn nhất là cái nàng 2.5 nè, 2.7 nè, cái nàng này để làm ngăn cách con đôi ra, ngăn cách cái nàng này nhỏ hơn. Rồi cái này mình xài bằng kìm đơm đi, nó dễ như thế. Bắt đầu mình xài kìm đơm nha. Lộn
mà đường đây rồi. Con tay nó cũng vậy luôn ha. Ở đây các bạn cũng cho vô cái thùng lớn nha, cái thùng lớn. Nó kịp chụp của chụp ở đây. Bắt đầu nắp ha, không biết các bạn có thấy rõ không, cái điện thoại mình, cái màn hình nó hơi nhỏ lắm, các bạn thông cảm nha. Xem bắt đầu mình rắc tiếp phần đáy lắp rồi, bên hai bên trong rồi, giờ mình lật được cái ấy, lắp phần đáy các bạn. Đây rồi, nhớ là để cái thanh nhỏ như cái thanh ngang nhỏ này ha, nằm ở trên cái thanh ngang này, đứng này nằm trên thanh ngang để ghim, hay là đứng lên thì như cái thanh lớn để chịu lại ha. Rồi chúng ta lắp đầu lắp đáy, người ta lắp đáy rồi. Mình cái bằng xài cái tìm băng được nè, mình cho nó tìm băng này. Băng được nha các bạn, 1, 2, 3. Đây sao có cái chuyện này, chúng ta lại có chuyện nào tìm đơn cái này, 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 cái này,
chuông bấm thôi.